RX S72 Zenico PT3 RK3 B18 B11 B19N Zenico Hand Stock và DTK2. Con này thì mình đang dùng cái B18 mà mình thiết kế để lắp RMR. Cái bên trên này B19N có thể đúc pin. Đúc pin nhưng mà bắn không được. Lắp mag này. Kéo. Okay. Yeah.